Đây là em Giuse Dani Nguyễn và Paulo Trần Minh Khang. Hai em vừa được lãnh nhận bí tích của tôi. Hai em được gia nhập giáo hội và tên các em được ghi vào sổ của những người được sống ở trên trời. Chúng ta cùng cầu nguyện cho các em, chia vui với các em bằng tràng pháo tay thật lớn. Ngày xưa ấy, một ngày chỉ thơ.
con đến cho con tin Ngài. Này con bước vào xuống thế để làm theo ý Cha đã trao với dân của con. Là một tin để dâng hiến trong thân xác để chết đi cho anh em con. Điều con sống nơi dương thế không chết đi không thôi đi thì nó chỉ chờ cho em một mình thôi. Điều mà sống nơi dương thế mà chết đi vì hiện giờ thì nó phát sinh ra anh chị đặt tên cho các cháu là gì? Dạ thưa Giuse Dani Nguyễn. Giuse Dani Nguyễn. Paulo Dani Khang. Anh chị xin hội thánh điều gì cho các em Giuse Dani Nguyễn và Paulo Trần Minh Khang? Xin bí tích cho tôi. Xin bí tích rửa tội. Khi xin phép rửa tội cho con cái, anh chị lãnh nhận trách nhiệm giáo dục các em trong đức tin để các em tuân giữ các giới răn Chúa, làm mến Chúa, yêu người như Chúa Kitô đã dạy chúng ta. Anh chị có ý thức điều đó không? Chắc chưa có. Chưa có. Nói to. Còn anh chị, còn các anh là những người đỡ đầu cho các em. Các anh có sẵn sàng giúp đỡ cho cha mẹ của các em này thi hành nhiệm vụ này không? Chưa có. Chưa có. Giuse Dani Nguyễn và Paulo Trần Minh Khang. Cộng đoàn Kitô rất hoan hỷ đón nhận các con. Nhân danh cộng đoàn, Cha ghi dấu thánh giá cho các con. Sau đó, cha mẹ và những người đỡ đầu cũng sẽ ghi dấu thánh giá Chúa Kitô cứu thế cho các con. Cha mẹ và người đỡ đầu. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy cầu xin Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta đoái thương những em bé sắp chịu rửa tội đây cho cha mẹ các em và những người đỡ đầu và những người đã chịu phép rửa tội. Nhờ mầu nhiệm cuộc tử nạn và phục sinh của Chúa, xin Chúa đoái thương dùng phép rửa tội mà tái sinh những em bé này và thâu nhận các em vào hội thánh Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Xin Chúa nhậm lời. Nhờ phép rửa tội và phép thêm sức, xin Chúa đoái thương các em trở thành môn đệ tín trung và chứng nhân của phúc âm Chúa. Xin Chúa đoái thương cho các em nhờ đời sống thánh thiện được hưởng niềm vui nước trời. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Xin Chúa đoái thương cho cha mẹ và những người đỡ đầu nên thương sẵn đức tin cho các em. Xin Chúa đoái thương luôn luôn gìn giữ gia đình các em trong tình yêu Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Xin Chúa đoái thương làm cho ơn phép rửa tội sống mạnh lại trong đời sống chúng con. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con. Thánh Gioan Tây Gia. Thánh Giuse. Thánh Phêrô và Thánh Phaolô Tông Đồ. Các thánh tử đạo Việt Nam. Các thánh nam nữ của Thiên Chúa. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã sai con Chúa xuống thế gian để trục xuất quyền lực của ác thần Satan ra khỏi chúng con, giải thoát khỏi tối tăm vào ánh sáng kỳ diệu của nước Chúa. Xin chúng con này xin Chúa làm cho các em bé này sau khi khỏi tội nguyên tổ được trở thành đền thờ Chúa uy linh, và xin Chúa cũng cho Thánh Thần ngự trong các em. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Xin Chúa Kitô cứu thế ban sức mạnh của Người cho các con, để biểu hiện ơn ấy, Cha sức giàu cứu rỗi cho các con. Trong cùng một Đức Kitô, Chúa chúng ta đã hằng sống và hiền trì muôn đời. Amen. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa toàn năng ban cho các em này sự sống mới bởi nước và Chúa Thánh Thần. Chúc tụng Chúa Cha toàn năng đấng dựng nên nước để rửa sạch và nuôi sống. Chúc tụng Chúa Con là Đức Giêsu Kitô đấng đã đổ nước và máu từ cành sườn để hội thánh được sinh ra nhờ việc Chúa chết và sống lại. Chúc tụng Chúa Thánh Thần đấng đã sức dầu cho Đức Kitô khi Ngài được thanh tẩy trong nước sông Giô-đan, để tất cả chúng ta được thanh tẩy trong Chúa. Xin chúc tụng Thiên Chúa. Xin chúc tụng Thiên Chúa. Lạy Chúa là Cha chúng con, xin đến giúp chúng con, xin thánh hóa nước này do Chúa tạo thành để những ai được rửa tội trong nước này là được sạch tội và tái sinh vào sự sống của con cái Chúa. Xin Chúa thánh hóa nước này do Chúa tạo thành để những ai nhờ nước này được rửa tội để cùng chết và sống lại với Đức Kitô thì được nên giống Người. Xin Chúa thánh hóa nước này do Chúa tạo thành để những ai đã được chọn thì được sự sống mới bởi Chúa Thánh Thần và gia nhập dân Thánh Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Anh chị em thân mến, là những bậc làm cha mẹ và người đỡ đầu, những em bé này anh chị em đem đến để sắp lãnh nhận bí tích rửa tội. Do lòng Chúa yêu mến, các em sẽ được sự sống mới bởi nước và Chúa Thánh Thần. Anh chị hãy để tâm giáo dục các em trong đức tin, để sự sống của Chúa khỏi thiệt thòi vì ảnh hưởng tội lỗi, nhưng ngày càng nảy nở trong các em. Vậy nên nhờ đức tin hướng dẫn, anh chị em sẵn sàng đảm nhận bổn phận ấy, thì anh chị em hãy nhớ lại phép rửa tội của mình mà từ bỏ tội lỗi, tuyên xưng đức tin vào Đức Kitô như Hội Thánh tin. Chính trong đức tin này mà các em được rửa tội. Vậy Cha hỏi anh chị em có từ bỏ ma quỷ không? Anh chị em có từ bỏ mọi việc của ma quỷ không? Chưa từ bỏ. Anh chị em có từ bỏ mọi sự sang trọng của ma quỷ không? Chưa từ bỏ. Anh chị em có tin kính Thiên Chúa là Cha toàn năng đấng tạo thành trời đất không? Chưa tin. Anh chị em có tin kính Đức Giêsu Kitô Con một Thiên Chúa, Chúa chúng ta sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria, đã chịu khổ hình và mai táng, đã sống lại từ cõi chết và đang ngự bên hữu Chúa Cha không? Anh chị em có tin kính Chúa Thánh Thần, tin Hội Thánh Công Giáo, tin các thánh thông công, tin phép tha tội, tin xác sống lại và sự sống vĩnh cửu không? Đó là đức tin của chúng ta. Đó là đức tin của Hội Thánh. Chúng ta hãnh diện tuyên xưng đức tin ấy trong Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Amen. Vậy Cha hỏi anh chị em lại lần cuối, anh chị em có muốn cho hai em Giuse, Dani, Nguyễn và Phaolô Trần Minh Khang được rửa tội trong đức tin của Hội Thánh mà tất cả chúng ta vừa mới tuyên xưng không? Thưa muốn. Thưa muốn. Thưa lại một chút. Thưa.
Không có khán quả mà, có, là lễ. Du xe Đa Ni Nguyễn, cha rửa con, nhân danh cha, bà con, và thánh thần. Phaolô Trần Minh Khang, cha rửa con, nhân danh cha, bà con và thánh thần. Thiên Chúa toàn năng là Cha Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta đã giải thoát các con khỏi tội và tái sinh các con bởi nước và Chúa Thánh Thần. Chính Người sức dầu cứu độ cho các con để sau khi nhập đoàn với dân thánh người, các con mãi mãi làm chi thể của Đức Kitô, tư tế, tiên tri và vương đế đến cõi sống đời đời. Các con đã trở nên tạo vật mới và đã mặc lấy Chúa Kitô. Chiếc áo trắng này là dấu chỉ tước vị của các con. Nhờ lời chỉ bảo và gương lành của thân nhân giúp đỡ, các con hãy mang nó tinh tuyển mãi cho đến cõi trường sinh. Amen. Những người đỡ đầu châm nến sáng và châm cái nến hồng. Hãy nhận lấy ánh sáng Chúa Kitô. Anh chị em thân mến, là những bậc làm cha mẹ và người đỡ đầu, ánh sáng này được trao phó cho anh chị em chăm nom, tức là lo lắng cho những em được Chúa Kitô soi sáng, luôn luôn sống như con cái sự sáng và bền vững trong đức tin. Nhờ đó, khi Chúa đến, chúng được ra nghênh đón người và toàn thể các thánh trên trời. Thiên Chúa toàn năng đã nhờ con Ngài sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria và làm cho các bà mẹ công giáo hân hoan vì hy vọng vào đời sống bất diệt đã bừng lên trong con cái. Xin Chúa thương ban phúc lành cho các bà mẹ này. Các bà tạ ơn Chúa vì được Chúa cho sinh con. Xin cho các bà cùng với con của mình tạ ơn Chúa luôn mãi trong Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Amen. Xin Thiên Chúa toàn năng là đấng ban sự sống trần gian và thiên quốc, ban phúc lành cho người cha của em bé này. Xin cho ông cùng với bạn đời của mình trở thành những người trước tiên
dùng lời nói và gương lành làm chứng tá đức tin cho con cái trong Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Amen. Xin Thiên Chúa toàn năng, Đấng đã tái sinh chúng ta trong đời sống vĩnh cửu bởi nước và Chúa Thánh Thần, rộng tay ban phúc lành cho các tín hữu của Người đang hiện diện nơi đây để mọi nơi mọi lúc gọi là phần tử sống động của dân Người. Xin ban bình an của Người cho tất cả những người đang có mặt tại đây trong Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Amen. Đây, cha xin giới thiệu với tất cả cộng đoàn. Đây là em Giuse Dani Nguyễn và Paulo Trần Minh Khang. Hai em vừa được lãnh nhận bí tích rửa tội. Hai em được gia nhập giáo hội và tên các em được ghi vào sổ của những người được sống ở trên trời. Chúng ta cùng cầu nguyện cho các em, chia vui với các em bằng tràng pháo tay lớn. Nghi thức của bí tích rửa tội đã xong, xin mời các gia đình trở về chỗ ngồi. Xin chúc mừng các gia đình. Tám mối phúc chính là con đường dẫn đến hạnh phúc nước trời. Xin cho các giáo sĩ, tu sĩ và những ai đang dấn thân trên bước đường loan báo tin mừng luôn đầy tràn ơn khôn ngoan hiểu biết, để hướng dẫn mọi người sống đúng tinh thần các mối phúc. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Các thánh khi còn sống ở thế gian cũng không phải là những con người hoàn hảo. Xin cho những ai đang đau buồn sầu khổ vì đắm chìm trong mặc cảm tội lỗi biết lạc quan tin tưởng vào lòng Chúa xót thương, mạnh dạn đứng dậy canh tân sửa đổi đời sống để nhờ ơn trên trợ giúp chiến thắng được những cơn cám dỗ trong đời. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa đã chúc phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó. Xin cho mỗi người chúng ta biết nhìn theo gương các thánh, có lòng khát khao được nên trọn lành, sống khiêm nhường, bình dị, luôn nối kết với mọi người xung quanh bằng cái nhìn thân thiện dễ gần, để tâm hồn chúng ta cũng được nên thánh mỗi ngày. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Bí tích rửa tội là dấu chỉ Chúa Giêsu dùng để ta được tái sinh vào đời sống mới trong Chúa Kitô, trở thành con Thiên Chúa và Hội Thánh. Chúng ta cùng cầu xin Chúa qua lời bầu cử của các thánh mà giáo hội mừng kính hôm nay cho hai em Paulo Trần Minh Khang và Giuse Dani Nguyễn vừa lãnh nhận bí tích rửa tội, luôn được dồi dào ơn Chúa Thánh Linh để các em được lớn lên trong đức tin Kitô giáo. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời Hội Thánh luôn dành tháng 11 để mời gọi người Kitô hữu dâng lễ, làm nhiều việc lành phúc đức, nhất là các việc bác ái yêu thương, để cầu nguyện cho các đẳng linh hồn nơi luyện hình. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu biết thực hiện trọn vẹn những gì Hội Thánh đã dạy trong đời sống đức tin thường ngày.
chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời Chúa. Thiên Chúa nhân từ, không muốn một ai phải mất. Xin cho tổ tiên, ông bà, cha mẹ, quý thân nhân, ân nhân của chúng ta và tất cả những ai đã ly trần được Chúa xót thương tha thứ mọi lỗi lầm, để các ngài được nhận lãnh niềm vui hạnh phúc cùng các thánh trong nước Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, tháng 11 như một lời nhắc nhở chúng con về sự sống đời sau. Xin cho mỗi người chúng con biết cố gắng tích góp thật nhiều những việc lành phúc đức và siêng năng tham dự thánh lễ để cầu nguyện cho ông bà, cha mẹ và những người đã ra đi trước chúng con được sớm vui hưởng hạnh phúc trên quê trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Nên tình yêu chứng minh niềm tin, nguyện vì danh Chúa Kitô hy sinh chẳng kẻ nào nổi. Người giữ vững lòng son, sống chịu trong khổ đau, cùng dâng lên cha giọt máu đỏ là tình yêu thánh thể đạo biến cho. Nên ngài nguyện nhận lễ con dâng để đến lễ phần hy sinh. Đừng giọt máu thắm yêu thương để cho con trai con đồng hương, cho tôi đi chân lại buồn, cho bao thế hệ con cháu nói con có tiền giữ giọt đất lòng chung kia, cùng dâng lên cha giọt máu đau là tình yêu thánh thứ đau hiến trao. Nguyện ngài thương nhận lễ con dâng để đến lễ phần hy sinh. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ này thay cha, để ta cầu nguyện vinh danh Chúa và ban cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh. Lạy Chúa, xin vui nhận lễ vật chúng con dâng để mừng kinh toàn thể các thánh trên trời. Chúa đã cho các ngài được hương phúc trường sinh, xin cho chúng con cũng nghiệm thấy các ngài nâng đỡ trên con đường về với Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Cha chi thánh là Thiên Chúa toàn năng thẳng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng phải đau và xin ơn cứu độ cho chúng con nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Hôm nay Cha cho chúng con được vui mừng chiêm ngưỡng thành Giê-ru-sa-lem thiên quốc là mẹ chúng con. Nơi đó anh chị em chúng con là toàn thể các thánh muôn đời ca ngợi Cha, và chúng con là lữ khách được đức tin soi dẫn đang vội vã tiến về.
Chúng con rất hoan hỷ vì bao phần tử ưu tú của hội thánh được vinh quang. Nhờ đó Cha cho các ngài trở thành gương mẫu và trợ giúp chúng con là những kẻ yếu hèn. Vì thế hiệp với các ngài và toàn thể triều thần thiên quốc, chúng con đồng thanh ca ngợi Cha tung hô rằng: Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con lại xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Vì nhân sâu thì nó sẽ sẵn sàng.
lên cho con tin buồn. Này con muốn vào dương thế để làm theo ý cha đã trao khi dùng của con. Đã có thì dương thế trong thân xa để chỉ đi cho hoài niệm. Ông chết đi, ông thôi đi, nhìn nó trên trời trời một mình thôi. Đêm hoặc mưa rơi xuống ngắn mà chết đi, mà thôi đi, thì nó sẽ sinh ra nhiều mong. Và lạy Chúa, con biết thế, đã có muốn con chết đi. Tình thân xa ngày xưa ấy một ngày chỉ thôi xin thắp lên cho con tim con. Này con bước vào xuân thế để làm theo ý cha đã trao khi dùng của con. Là một mình thì dâng hết trong thân xa để chết đi. Ông chết đi, ông thôi đi.